gửi lời chào tới các bạn khán giả nhé. Ngày hôm nay đến với buổi họp báo của Luna thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Thực sự thì hôm nay Hà rất là vui bởi vì ngày mai thôi Hà sẽ lên đường sang Puerto Rico, nhưng mà ngày hôm nay được biết tin là chị Luna sẽ ra mắt sản phẩm mới, nên là Hà vẫn cố gắng sử dụng cái thời gian còn lại của mình để đến đây chúc mừng và ủng hộ chị. Mong là sau những thời gian sắp tới thì chị sẽ có thật là nhiều sản phẩm công nghệ. Các bạn ơi, mọi người ơi, ngày mai thì Đỗ Thị Hà sẽ đại diện cho Việt Nam đi chinh chiến nhan sắc ở đấu trường quốc tế. Hy vọng rằng là bên cạnh việc mà ủng hộ Luna thì mọi người cũng sẽ ủng hộ thật nhiều cho Đỗ Thị Hà nhé. Không biết rằng là với hình ảnh là một ca sĩ lần này, với sự lột xác này và em đã xem qua trả lời vào tháng 2 rồi, thì em thấy hình ảnh của Luna trong vai trò là một ca sĩ như thế nào? Để mà nói chỉ nhìn vào một hình ảnh thì mọi người sẽ không thể nào mà nhìn lột xác, sự bùng nổ rất là lớn, và mong mọi người hãy đón nhận cái hình ảnh này của chị Luna một cách tích cực, được cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng rằng là cả hai chị em cùng bùng nổ nhá. Chúc em có một buổi tối vui vẻ. Nào bây giờ là xin mời em ra chụp ảnh với chị. Chào đón lên thảm đỏ ông Chiêm Quốc Thái, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ. Xin mời ông. Xin được chào đón lên thảm đỏ nhà sản xuất âm nhạc Ken Trần, producer Azuki. Chào anh ạ. Dạ, nãy giờ là có chụp riêng quá hả chị? Đứng nhất vào đây chút xíu nha. Rồi, ok. Em phải lù lại đánh xíu nha. Xin được chào đón sự xuất hiện của biên đạo múa vô cùng đẹp trai Quang Đăng. Hà ơi, Hà ơi. Rồi tôi cái đi hả? Đúng rồi. Cái hashtag hashtag Luna nha. Hashtag Luna đi, tự nói trên tường thôi. Okay. Tiếp theo trên thảm đỏ của chúng ta là hoa khôi Huỳnh Thúy Vi. Xin chào đón chị. Và ngay bây giờ trên thảm đỏ của chúng ta là nhà thiết kế bảnh bao Nguyễn Minh Tuấn. Chào anh. Dạ anh đợi chụp ảnh với em gái nhé. Ý là mai như mấy giờ đi chưa? Với những bộ váy cắt xẻ rất đẹp thì nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn của chúng ta đã gây ấn tượng đối với hoa hậu Nguyễn Cúc Tùy Tiên tại Miss Grand International.
phim. Ngay bây giờ xin được chào đón sự xuất hiện của Hoa hậu Hương Lam và học trò. Xin được chào đón Hoa hậu Hương Lam và bạn Long Phong. Ra bỏ khẩu trang không? Đi tập mát. Các bạn ơi, chương trình của chúng ta hiện tại đang phát sóng trực tiếp trên các kênh YouTube, Sen và TV, Fanpage Hoa hậu Việt Nam, Fanpage Miss World Việt Nam, Fanpage của Á hậu Kiều Loan và trên Facebook cá nhân chính là Kiều Loan. Thưa quý vị, đi ra bên này em. Và ngay bây giờ xin được chào đón sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Dạ chào anh ạ. Và sản phẩm âm nhạc đầu tay lần này ra đời sẽ đánh dấu vai trò mới, một hình ảnh hoàn toàn lột xác của Lô Na, một cô ca sĩ sắc sảo, bốc lửa và hứa hẹn sẽ thật bùng nổ với những giai điệu đáng mong chờ. Và ngay bây giờ trên đặt đầu của chúng ta là ekip Killers và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Sự xuất hiện của Á hậu Ngọc Thảo và Á hậu Phương Anh. Chào em. Đây là chân kết anh em. Và đó chính là Á hậu Ngọc Thảo và Á hậu Phương Anh, thưa quý vị.